Mình tên là Thông, Nguyễn Văn Thông, thì mình đang công tác tại Viettel Thái Nguyên đây. Nói chung là sau đến với nha khoa thì anh ấy, thì mình đã cân nhắc rất nhiều. Mình đã tìm hiểu qua thông tin qua mạng rất nhiều cơ sở về nhổ răng và các dịch vụ về răng, rồi là chăm sóc sức khỏe về răng các thứ. Đến với Thùy Anh để mình nhổ được một cái răng khôn, sau rất nhiều lần đau, rất nhiều lần gọi là sưng rồi là viêm đấy, thì mình đã quyết định nhổ cách đây khoảng 1 tuần. Thời điểm nhổ là cũng trước đấy là đau một trận tương đối là dài, mất khoảng tầm gần 1 tuần rồi là đau rất đau luôn. Sau nhổ về khoảng chưa đầy 1 ngày, trong vòng 1 ngày đấy thì cũng đau giảm dần, không đau nữa đấy. Thì trong vòng 1 tuần hôm nay mình quay lại cắt chỉ thì cảm thấy rất ok, rất là ổn luôn. So với một số bạn mình đã từng nhổ thì chia sẻ thì cảm thấy hài lòng về nha khoa thì anh làm, chất lượng phục vụ cũng như là bác sĩ rất là tận tâm, rất nhiệt tình luôn. Đấy. Trong quá trình nhổ thì bác sĩ cũng tiêm thuốc tê thì cũng không đau. Cách đây khoảng tầm độ chắc cũng phải gần 2 năm rồi. Tại thời điểm bị đau thì anh mới biết được là cái răng của mình nó bị mọc lệch do mình đi khám hoặc đi xuống một số cơ sở để khám thì thấy bác sĩ bảo bị lệch. Cũng qua trải qua khoảng tầm độ 5 6 lần đau rồi thì mình mới quyết định là nhổ. Mình là người chuyên về ngành công nghệ thông tin nên là mình những cái thông tin đấy mình biết sàng lọc như thế nào là hợp lý. Không quá là nặng nề về răng khôn, chẳng qua là cũng vì tại vì sao là mình chưa muốn nhổ, bởi vì là luôn có suy nghĩ là có thể là cái răng này đau trong thời giai đoạn này rồi sau này không đau, nhưng mà sau khi được bác sĩ tư vấn xuống nha khoa thì anh tư vấn thì bác sĩ tư vấn là mình đã hiểu cái vấn đề là cái răng này nếu không nhổ nó sẽ đau nữa. Đấy, sau này nó sẽ đau nữa bởi vì là nó bị mọc lệch hẳn ra bên ngoài. Đến với nha khoa thì anh thì mình cực kỳ hài lòng luôn, bởi vì kể cả những lần mình đến để lấy cao răng hoặc là khám răng hoặc là đưa gia đình gồm vợ con mình xuống khám thì cũng rất là hài lòng về chất lượng phục vụ luôn, từ nhân viên bác sĩ luôn. Mình ấy cảm thấy hài lòng bởi vì mình đã trải qua rồi, nên là mình khuyên các bạn là khi mà đã bị đau răng khôn rồi thì mình nên đi nhổ càng sớm càng tốt.